Chào mừng các bạn đến với website du lịch trực tuyến mytour.vn. Hôm nay mytour sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý thông tin khách sạn. Trước tiên, bạn đăng nhập vào tài khoản vừa tạo, click vào tên cá nhân và chọn đăng ký khách sạn. Tại danh mục khách sạn, bạn chọn quản lý khách sạn. Trường hợp bạn quản lý nhiều khách sạn, chọn tên khách sạn cần chỉnh sửa tại đây. Để thay đổi thông tin phòng, bạn click vào biểu tượng hình bút chì tại phòng cần sửa. Thay đổi ảnh phòng, diện tích, số người. Nếu khách sạn có nhiều khoảng giá khác nhau, bạn chọn thêm khoảng giá khác và điền thông tin. Để thay đổi thông tin phòng, click chọn những tiện nghi mà khách sạn có. Một vài mô tả phòng nếu cần, chọn cập nhật để kết thúc. Để thay đổi thông tin khách sạn, bạn click chọn sửa thông tin. Những ô có dấu sao là thông tin bắt buộc. Để quản lý tình trạng phòng trống, phòng đã đặt, bạn có thể thay đổi theo thời gian chọn. Click vào chữ màu xanh, hiển thị phòng trống. Chữ màu đỏ, hiển thị phòng đã đặt để thay đổi số lượng. Kết thúc quá trình cập nhật thông tin khách sạn, bạn có thể quay lại trang chi tiết khách sạn và theo dõi. Vừa rồi, mytour đã hỗ trợ các bạn cách quản lý thông tin khách sạn. Mọi thắc mắc các bạn có thể truy cập vào website mytour.vn để có thêm thông tin. Chúc các bạn thành công!